coi mình chụp hình. Phải bé cho ngủ á. Ẩm chừng nào là ngủ chừng đó. Em thì nó ngủ trên bụng thì nằm bình thường. Trên giò trên bụng nằm bình thường. Bé cho lặn nữa là lặn nữa. Một con gà trống toàn thân màu trắng, thích được ẩm bồng. Và điều lạ ở đây nữa là con gà trống này lại thích ngủ võng với tư thế đưa hai chân lên trên, trông rất vui mắt. Chủ sở hữu chú gà trống vui tính này là anh Nguyễn Trí Đức, 34 tuổi, ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Tại mới đầu thì mình như mấy hai đứa nhỏ nó cũng thích gà lắm. Rồi cho nó chơi với mấy nó ẩm mấy gà hoài, mình thấy sợ nó dơ rồi mình tắm. Mới đầu mình cũng tắm, mình xà bông, mình tắm hơi lợt thôi. Rồi cái này thấy nó như nó chịu, thấy nó cũng không có dãy mà nó cũng không ấy. Cái mình tắm nhiều một chút, rồi nó chịu đứng yên như mình tắm như chó vậy đó. Rồi mình thấy vậy nó cưng rồi nó ngủ võng mấy bé nó ẩm á, nó lên ngủ võng nó ngủ chung mấy đứa nhỏ, rồi mình ngủ là nó nhảy lên ngủ à. Đó là giống gà gì chị? Gà tre mà. Con gà trống này hiện có trọng lượng 2 kg, rất dạng dị với con người. Theo anh Đức, đây là gà tre lai gà Thái, nhưng trong nghề còn gọi là gà tre nhạn. Cách nay hơn 1 năm, trong lần đi làm, anh Đức thấy chú gà có màu trắng đẹp nên mua về cho các con của mình nuôi chơi. Dần dà con gà trống này trở nên thân quen quấn quýt và hay lên võng ngủ cùng các con của anh. Dạ, như mấy người mà thường á thì người ta cũng hỏi như mua thì 5 triệu, 4 triệu là hỏi thường. Là ở trên mạng thì khi mà trả 10 triệu cũng có. Mà mình không tính bán. Dạ. Dạ, như thú cưng của mình không. Giống thứ ai được không? Xíu nữa ha. Nói về giống gà tre nhạn hay nhiều người còn gọi là gà tre Tân Châu, là dòng gà tre cảnh được xếp vào dạng đẹp nhất thế giới. Với dốc dáng nhỏ con và đặc trưng của mình, chú gà này đã chinh phục được nhiều người nuôi, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Đáng tiếc là gà Việt ít khi được đem đi thi đấu ở nước ngoài, do đó không có sự chuyên nghiệp và bài bản. Tuy nhiên, sức thu hút, vẻ đẹp của chúng vẫn không thể phủ nhận. Gà tre Tân Châu vốn thuộc vùng đất Tân Châu, tỉnh An Giang. Đây là kết quả lai tạo giữa gà tre, gà cảnh và gà rừng địa phương. Trải qua hàng trăm năm lai tạo và chọn lọc đã cho ra đời dòng gà Tân Châu nức tiếng gần xa về vẻ đẹp. Hoặc nghe cái tên và nhìn dáng gà thì có thể nhiều người nhầm tưởng là dòng gà từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đây lại là dòng gà Việt chính thống. Có nhiều giả thuyết khác nhau khi cho rằng đó là sự lai tạo giữa gà tre Nhật Bản và gà của người Hoa. Tuy nhiên, nếu xét theo hình dáng thì hiện tại gà Tân Châu không có một điểm gì giống với gà tre Bang Tam của Nhật Bản. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố kiểu hình. Còn muốn tìm hiểu về gốc rễ cặn kẽ thì phải nghiên cứu kiểu gen, mà Việt Nam chưa làm được điều này. Với những người chơi lâu năm sẽ không khó để nhận ra gà tre Tân Châu An Giang. Tuy nhiên, với người mới thì có thể sẽ hơi khó nhận biết. Đa phần họ nhìn màu gà cũng gần giống nhau. Vì thế, những đặc điểm dưới đây về dòng gà tre Tân Châu đuôi dài sẽ giúp các anh em mới chơi nhìn ra tốt hơn. Dốc dáng của gà tre Tân Châu đuôi dài không quá lớn. Chúng có dốc dáng cân đối theo trọng lượng của gà, nhỏ nhắn khi chỉ bằng dốc tay đổ lại. Với dáng đi chậm rãi, khoan thai, rất dễ nhận biết của dòng gà cảnh. Nhờ đó mà chúng có thể khoe hết được vẻ đẹp của mình đối với những con gà mái. Về lông thì chúng bao gồm 3 hệ thống lông nổi bật nhất
và được xem là ba tiêu chí để đánh giá một chú gà tre Tân Châu đẹp hay không. Lông cổ là phần lông mọc từ phần đầu cho đến phần cổ. Nhìn sơ qua thì chúng như một cái đơm bắt cá, tức là càng về cuối cổ, tới chân mình thì càng to. Lông mã là phần lông mọc ở phần phao câu gà và buông thõng phía dưới có thể chạm đất. Lông đuôi dài mọc thành bó ở phần đuôi của gà với chiều dài có thể lên đến 20-30cm là bình thường. Có những cá thể lên tới 50cm. Màu lông gà tre Tân Châu phổ biến với các màu được ưa chuộng như màu nhạn, tức màu trắng, màu chuối hoặc màu khét. Chân gà tre Tân Châu đa phần là chân ngắn với chiều cao thấp, khiến tổng thể chiều cao của chúng cũng giảm. Chiều dài chân chỉ khoảng từ 5 đến 7cm. Ngoài ra thì hệ thống cựa của chúng cũng phát triển nhanh và mọc dài. Chúng cũng dùng cựa để giao chiến, nhưng đa phần đều làm gà cảnh chứ ít ai để gà tre Tân Châu đánh nhau. Gà tre Tân Châu nhạn là những cá thể gà tre có màu trắng, được gọi là nhạn hay bạch nhạn. Toàn thân cơ thể chúng bao phủ bởi một lớp lông màu trắng muốt. Nhưng chân gà có thể là màu trắng hoặc màu vàng hay màu khác tùy trên của gà. Nhiều người quen gọi là bạch công tử. Những chú gà An Giang Tân Châu màu trắng thường đẹp mắt, nhưng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phải kỹ càng và sạch sẽ. Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc lông của chúng thì sẽ rất bị bẩn. Rồi, ở đây nha. Ở đó không sợ người hả? Em đóng nhát nè. Không, người lạ nó đá. Người lạ mà mình chọc nó mới đá nha. Dạ. Như chó giữ nhà vậy ha. Ừ. Rồi anh đi, nãy nói anh đi ghe hả? À, đi ghe. Đi ghe mình bỏ theo đây ghe đi. Giờ hai chồng đi luôn đó, không có mướn người ta đó. Rồi bỏ thèm theo luôn. Ghe mà đi ghe gì vậy? Bỏ mướn. Mướn cho bỏ cho hắn đá, rồi mắm rồi đó. Dạ. Cá là bún à, con nằm chỗ này đi đó quen chưa rồi đi ra bôi muối vậy xong để nó nhà cho nó khỏe ẩm chở nó theo gì không có ai rồi dưới nó nhà nhìn đó nhà là nó không ăn nó đó, mình coi camera là nó ra nó mừng chạy vô nhà không nhìn chạy tới luôn gặp mình nó mừng lắm như chó vậy đó nó không ăn tội nghiệp đó ai đâu chừng để ở nhà nhưng mà nó không ăn, cũng có cơm, cũng gạo nó không ăn. Mình lấy gạo, để nước sẵn hết trơn, mà nó không ăn. Nào về mình về nó mới ăn, nó mừng mình xong rồi nó mới ăn. Không biết buồn nha. Ừ. Kiếm gì lắm. Rồi anh đi vậy là để, nhiều khi để em thấy để em xuống á, thấy em để chỗ này. Không sợ đạt. Thì cái nhà kia cho vợ chừng đó, không sợ đó. Giống này giống gì ạ? Đây là gà tre. Gà tre này mình có thấy trắng là nó kêu gà tre nhạn. Dạ. Nó lai lai giống của Thái Lan. Dạ. Vì nó lớn con. Dạ. Buổi sáng mấy cái dãy đó là. Dãy này như là nó già nó nổi lên dãy gồng. Dạ. Đang thường mấy người người ta đá gà mấy người ta chuyên nghiệp ta nuôi gà ta phái á. Dạ. Nó dãy gồng. Nó lớn tuổi á. Thằng nó cũng 2 năm đúng rồi đó. À, mới có 2 năm mà vậy cái cửa nó vậy luôn đó hả? Dữ ha. Mình đâu có gì hơn năm cửa này đó mình mua nó là 5 tháng à. Dạ. Gần cũng vừa đủ lâu. Dạ. Gà thì 6 tháng này nó được rồi. Anh mua ở đâu? Mua Lao Dung á. Còn cũng gần đây hả? À, mua Lao Dung. Đây là tới đây. Đây là gà. Thử như gà. Đó. Mình bỏ anh tạ ra bỏ anh đuổi. Giống như chim con chim ưng trong xuân vết vậy đó. Chọc chứ ha, là mình chữ là nó quạo đá nha. Nó nghe nó biết á. Dạ. Chọc á là mình chữ là nó quạo liền. Hung. Chú gà là thông minh là chịu biết gì thương thích à. Nghe kinh ha. À. Nghe kinh chiều không chịu nghe la. Nhưng nó rất là đẹp luôn, dáng luôn. Y con chim ưng. Cả anh em ngồi với gà đó. Ôi, con gà người ta để về nó sẽ bay rồi, nó rất là nhát, à, người rồi. Lạ nữa. Còn em là người lạ mới lợi mà nó vẫn ở trên tay. Nó biết đó, nói chuyện nó lại là nó nghe đó, như mình biết nó nghe.
một điều rất thú vị, thú vị. Chú gà này không những biết đến chim ta thanh long mà nó còn chịu nằm võng và tắm xà bông cũ và được cưng chiều, không thích nghe la rầy. À, đúng rồi. Một đứa em bé vậy mình la là nó giận, quạo giận, chữ là nó giận. Giờ mình sẽ thử là người nào thích thì mình ẵm ở đây, nếu nào mà nó ái không thôi. Không thích là lại gần là nó đá liền. Dạ. Chọc. Vậy là nó thích em đúng không? Nãy giờ nó không ấy. Nãy mình không có chọc đó. Dạ. Gẹo nó rồi nó. Cái gà rất là dạn dĩ luôn. Anh nói là nó còn ngủ võng nữa hả? Ngủ võng, bỏ võng là ngủ. Rồi mình ẵm trên tay nó cũng ngủ. Mà nhỏ hơn nhỏ con thì nó dạn dễ hơn. Mình thì nó không được lâu. Dạ. Nay nó cũng giờ nay tới ngày tắm đó, mà tại nay trời không được nắng nào, rồi không tắm đó nay là nghiệp đó. Dạ. Bây giờ nắng có khô ráo nha. À. Tắm xong mình lao cái mình phơi nắng lên chút. Thôi nó lạnh. Chú gà rất là dễ thương, rất là hiền cái gì. À, ngồi nãy giờ mà lâu chú gà nó xuống, không có nhíp, không có gọi là phản ứng giống như những chú gà khác. Chữ cái là nó bạo liền á. Dạ. Chữ vậy. Bây giờ chữ nó bỏ ăn không? Nó bỏ ăn không? không ăn, mà nó quạo à. Quạo. Ờ, quạo nóng. Quạo nóng mà mình gần là đá mình luôn. Rồi. Gần nó hết rồi. Dạ dạ. Ở đây chắc anh tin thương nó dữ lắm ha. Dạ. Dữ thương gì. Bây giờ thì mọi người về Lai Dung về Phong Hòa để mà gặp anh Tâm Anh của mình, chúng ta cùng tìm hiểu chú gà nhạn độc đáo này. Và đặc biệt là cái dịp tiếp xúc và sờ thử nó rất là dạng dĩ, đứng trên tay giống như là thú cưng con chim để vàng trong phim xinh bếp vậy đó. Em nằm mà cứ nằm mà nằm cái này nằm con nằm cái này rồi à, nằm mà à, nằm nghe chưa nằm mà nằm như đó hả? À, nằm giống mình ngủ đó nghe, dò mình ngủ còn mình kêu lên mình lại lên mình hồi mới lại nghe chứ không phải lại liền hồi cái lại mình bụng ngủ mà kêu xuống dò nằm đi xuống dò nằm. Sự cứ huấn luyện đó không? Không, như mình thương mình ẵm rồi mình tắm nó vậy đó. Cái nhỏ ẵm cái mến tay bên chân rồi nó nghe lời mình như là rồi mình thành viên trong nhà vậy đó, nó quen mình thấy vậy đó, mình thấy mình cưng đó. Dạ. Yeah. Vậy đó. Chứ gặp mấy gà khác thì nó đại là nó nhảy, nó chạy, nó nhát lắm. Dạ. Yeah. Nó bay nữa. Gặp bình thường người ta lạ lên đến cũng nó nhát, nó chạy. Ờ, nó chạy nữa. Nhất là gà tre là chạy lẹ lắm. Bạn này nó như là nó mến mình kêu là lại à. Chỉ là kêu nhảy lên nhảy lên, kêu nhảy xuống nhảy xuống. Mình ngủ thì lại ngủ chung mình. Chê mình thương cái chỗ đó. Rõ anh giờ chừng nào kêu xuống rồi chứ không xuống rồi nè. Kêu nó ngủ nữa. Kêu nó nằm xuống nó nằm. Chê nó nghe lời mình thấy dùng cưng lắm. Dạ. Người. Nằm xuống rồi, nằm xuống này, nằm xuống này, nằm xuống ngủ đây. Sạc xuống. Làm chưa? À, làm đây nghe, giỏi nha. À. Với chú gà dạng dĩ vui nhộn này, đã có rất nhiều người trả giá với anh Đức để mua lại với số tiền 10 triệu đồng, nhưng anh Đức chưa có ý định để bán. Người dân xung quanh cũng rất thích chú gà trống này, vì trước giờ chưa có con gà nào sở hữu bản năng kỳ lạ như vậy. Thích ngủ giọng, tắm xà bông cục và khoái được con người thương yêu chiều chuộng. Ngày chính là mình đi ghe tại mấy hồi hải thông á, bắt gà bán tủ trong giấy đó là giá má đồ nhậu